Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua những sóng lạnh ở phía Bắc không còn tăng cường xuống nước ta nữa, nhưng cường độ thì chưa suy yếu ngay. Tâm của khối khí lạnh thì vẫn nằm ở trên đất liền nên toàn Bắc Bộ phổ biến không có mưa. Nhiệt độ các tỉnh vùng núi vẫn thấp từ 17 cho đến 19 độ. Trong khi đó ở các nơi khác trời se lạnh với mức nhiệt là 20 đến 22 độ. Dự báo trong ngày hôm nay toàn miền Bắc vẫn có nắng sớm và duy trì cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi lúc này mưa đã giảm. Trong ngày hôm nay ở đây chỉ có mưa một vài nơi nhưng nhiệt độ thì vẫn dao động ở mức vừa phải là từ 27 cho đến 29 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận trong ngày hôm nay sẽ có nắng gián đoạn trong khoảng từ sáng cho đến chiều. Sau đó đến chiều tối và tối thì sẽ có mưa, cục bộ có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 30 cho đến 32 độ. Còn đối với các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh ngược trở ra đến Thanh Hóa, trong ngày hôm nay phổ biến trời tạnh giáo có nắng, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 28 cho đến 31 độ. Ở phía Nam, từ hôm nay mưa lại có xu hướng gia tăng trở lại. Trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt chiều nay ở Tây Nguyên sẽ dao động từ 27 cho đến 30 độ, còn Nam Bộ có mức nhiệt là 29 đến 32 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay khu vực Biển Đông, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có gió Bắc đến Đông Bắc. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió cường độ ở mức cấp 5. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Trường Sa, gió yếu hơn, phổ biến dưới cấp 4. Tuy nhiên, khu vực này lại có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa thấp, xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên.